con ngụ quỷ này sống ở dưới nước, tiếng kêu của nó rất là ghê rợn. Ngựa này màu trắng và nó sử dụng lớp lông đẹp đẽ này để dụ dỗ trẻ con và lôi chúng xuống nước để ăn thịt. Có hai người bạn đang dạo chơi trên cánh đồng cỏ, bỗng họ phát hiện ra gì đó. Trước mặt họ là một dòng sông và một con ngựa màu trắng. Cả hai bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ma mị của nó. Họ từ từ tiến tới gần con ngựa và chạm tay vào nó. Con ngựa khá hiền và dễ gần, nhưng chúng không biết rằng chúng đang chạm tay vào tử thần. Sau khi vuốt ve thấy con ngựa hiền, thằng Vũ bèn đỡ thằng Đại trèo lên lưng con ngựa. Thằng Vũ đứng ở dưới vuốt ve con ngựa, nhưng bất thình lình cái tay dính chặt vô lưng con ngựa, không cách nào thoát ra được. Một chất nhầy màu đen chảy ra từ lưng con ngựa. Thằng Đại ngồi ở trên cũng bị dính trên lưng con ngựa, nó sợ quá chỉ biết khóc. Con ngựa dần lộ bộ dạng quỷ quái, cả người nó tan chảy ra như cái nhớt xe đen kịch, đôi mắt quỷ quái của nó như muốn nuốt chửng tụi nhóc. Hai thằng vùng vẫy cố hết sức thoát khỏi, nhưng mọi chuyện đều vô ích. Bây giờ con ngựa hoàn toàn lộ rõ bộ dạng đáng sợ của nó. Thằng Vũ có mang theo con dao nhỏ, nó dùng hết sức bình sinh nghiến răng nghiến lợi cắt cánh tay. Lúc này con ngựa quỷ đang từ từ lôi hai đứa xuống dòng sông. Cả hai càng thêm sợ, la hét giãy giụa. Khi chìm xuống nước, con ngựa quỷ nhìn thẳng vào mặt thằng Vũ, vẻ mặt nó thật là đáng sợ ghê rợn. Thằng Đại thì ngồi trên lưng con ngựa, dính chặt tay chặt chân, dính mông đít vào con ngựa, cho nên không làm gì được, chỉ biết khóc thôi. Thằng Vũ thấy mặt con ngựa sợ quá nên dùng hết sức chặt tay nên thoát ra được. Sau đó chỉ biết nhìn con quỷ lôi người bạn mình xuống sông. Khi bò lên được bờ với cánh tay cụt, thằng Vũ chỉ biết khóc vì sợ hãi và thương cho thằng bạn của nó. Vài tuần sau, thằng Vũ nó bình phục, nó quay lại con sông, nó dùng những que củi, nó dựng lại hình con ngựa quỷ quái đó để cho mọi người biết mà tránh xa. Sau nhiều năm, Vũ quay trở lại nơi đó, từ trên đồi nhìn xuống, Vũ nhìn thấy vẫn con ngựa quỷ đó, nó đang rình rập những con mồi mới. Con ngựa quỷ này khi xuống nước, nó sẽ lộ rõ nguyên hình, khi lên bờ nó sẽ biến thành một con ngựa trắng, rất là xinh đẹp. Camera giấu kín vô tình ghi lại được hình ảnh con ngựa quỷ đó. Điều đáng sợ nhất là nó có thể biến thành những cô gái xinh đẹp để dụ dỗ nạn nhân. Hãy tưởng tượng các bạn nhìn thấy hai cô gái từ phía sau rất xinh xắn, nhưng quay đầu lại, lại là mặt ngựa kỳ dị. Bạn sẽ phản ứng thế nào? Bình luận cho mình biết nhé.